Ê, tụi em tới rồi nè Naka, có gì dặn dò không tụi em làm liền. Ba tụi bay nghe tao dặn, ba tụi bay nghe tao nói chưa? Hả, hai thằng đen với một thằng vàng, hai thằng đen thui, một thằng vàng rực. Hai tụi em mới bị đen thôi chứ chưa bị thui. Có gì nói lẹ đi, cứ thích thọt tụi em hoài hả? Tao nói với tụi bay làm sao? Bằng mọi giá, hôm nay phải tới nhà cái thằng đó đòi tiền cho tao, nghe chưa? Tụi bay thích ăn gì? Ăn xương phải không? Hôm nay mà không đòi tiền được cho tao là tụi bay sẽ biến thành xương, mà không phải là xương bình thường mà là xí quách. Hiểu không? Xí quách đó cho mấy thằng khác nó ăn. Biến đi, giải quyết liền cho ông. Mày dùng cách gì tao không cần biết, mày có thể dùng lục giang hồ, lục rừng hay lục gì đó tới đòi tiền cho tao ngay và liền. Ý là bây giờ chơi lục gì cũng được phải không đại ca? Go. Quá hạn một tuần rồi, tại sao không chịu tới đưa tiền cho đại ca tao? Ừ, tại sao? Hả? Bây giờ mày muốn làm sao đây? Muốn sao? Tao năn nỉ mày đó, đưa tiền cho ổng giùm cho tụi tao đi. Tao không muốn làm mồi nhậu cho tụi khác đâu, cứu vớt cuộc đời tao đi. Rồi ngại vì mình con gái phải làm sao.